Tivo 99 đầu 32, hải quan chính ngạch, dọn zin sạch đẹp như xe thùng vậy nha các bạn. Con này mình dọn hơi tâm huyết xíu, tại cũng mùa này đang rảnh. Tivo 99 đầu 32, hải quan chính ngạch. Con này mình dọn mới sạch đẹp từ trong ra ngoài như cái xe thùng vậy đó. Tại vì đang cái mùa này thì anh em cửa hàng cũng tương đối là rảnh, nên lâu lâu rồi dọn cái xe cho nó ken ken chút. Tân Lan 2-2 là Tân Lan Green nha các bạn. Tăng gin thì cái cạnh nó rất là vuông, với lại cái chữ trước sau nó đều là chữ lớn hết. Nói chung là con này máy ngon, sạch đẹp từ trong ra ngoài, sườn lốc máy làm mới, sơn sườn lốc máy mới tinh, rồi thay áo gin mới hàng Indo xịn, Tân Lan Indo xịn, bộ gin sơn lại, sườn lốc thì sơn mới sạch đẹp, máy làm mới luôn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip. Số điện thoại mình là 0939 080 609, marketing Cần Thơ, số 40 đường Ngô Sĩ Liên, Phượng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Cảm ơn mọi người.